tin COVID-19. Các giáo xứ trong giáo phận Phú Cường đang bắt đầu sinh hoạt một vụ trở lại sau khi bùng phát dịch bệnh. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, Đức Cha Du giám mục giáo phận Phú Cường, thông báo việc phòng tránh dịch bệnh trong tình hình mới. Đức Cha đã lưu ý những nơi có dịch bệnh bùng phát cần theo sự hướng dẫn của cơ quan hữu trách và cẩn trọng trong các sinh hoạt không cần thiết điểm qua các trang thông tin của các giáo sứ và một số cha liên hệ chúng ta thấy hoạt động mục vụ tại các giáo sứ đã bắt đầu trở lại đầu tiên là thánh lễ đã bắt đầu trở lại bình thường còn một số sứ vẫn còn giữ việc đeo khẩu trang vì lợi ích chung của cộng đoàn các lớp giáo lý trong giáo phận cũng bắt đầu thông báo hoạt động trở lại việc các em thiếu nhi xa nhà thờ có thể trở thành thói quen nên các cha đang tổ chức lại các lớp giáo lý Tuy nhiên, việc phòng tránh dịch bệnh cũng là điều lo lắng cho các em và cộng đồng. Hầu hết các giáo sứ đều giúp cho các em ý thức về việc phòng chống dịch bệnh khi học giáo lý. Đặc biệt, các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân được các cha quan tâm và ưu tiên. Đây cũng là niềm vui của cộng đồng tín hữu khi dấu hiệu tích cực trong việc tổ chức tuần thánh và đại lễ phục sinh. Nhiều giáo sứ bắt đầu tổ chức mùa chay thánh đầy ý nghĩa để cầu nguyện cho giáo sứ và những nạn nhân trong đại dịch COVID sau nhiều lần phải ngưng các sinh hoạt mục vụ các giáo sứ đang gặp khó khăn để đưa các hoạt động trở lại bình thường dù vậy một số sứ cũng đang rất phấn khởi khi thấy các giáo dân trưởng thành hơn và khao khát được tham dự thánh lễ trực tiếp